Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nhá. Xin chào mọi người. Hôm nay thì em chia sẻ cho các cô chú anh chị em một chậu hồng long chớp. Đấy, cái chậu hồng long chớp này là một trong những cái chậu mà nó cũng được gọi là đột biến. Đấy, đột biến chớp chớp. Đấy. Thì cái cây hồng long chớp này nó khác so với cái cây hồng long mà kiểu viền viền nhá, cánh viền. Đấy. Mọi người phải hiểu chớp là nó khác, còn cánh viền nó khác nhá. Đấy, thì chậu này thì đợt nở hoa thì em quay một vài lần cho các cô chú anh chị em rồi đấy. Ai mà xem video lâu thì mọi người sẽ hiểu. Đấy, vẫn còn nguyên đai nguyên kiện ở đây, vẫn còn cuống hoa này. Đấy, vẫn còn cuống hoa này. Nó có một cái mầm gốc. Mầm gốc thì chưa khai thác gì hết, vẫn mọc tự nhiên này. Thân già, thân đồ vẫn còn đủ hết này, 1 2 3 cái thân già. Đấy, cái thân già cao nhất thì hơn 20, còn những cái thân già này khoảng tầm mười mấy, vẫn chưa khai thác chọc trích gì. Nó nên một cái mầm 6 sen. Đấy, thì chia sẻ cho các cụ chú anh chị em ai chưa có cái giống này, chia sẻ cho mọi người là 550k. Đấy, thì các cụ chú anh chị em về chơi sưu tầm thêm giống. Chậu này thì rất là đẹp. Cây này thì chơi thân thủ cũng được nha mọi người nhá, chơi thân lá cũng được. Đấy, lá niếc thì rất là đẹp. Hồng long chớp. Rồi, em xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá.